Xin chào quý vị và các bạn. Khám phá lịch sử xin được chào đón quý vị đến với tập podcast hôm nay về người Saxon, một nhóm các bộ tộc German cổ đã để lại dấu ấn sâu đậm, sâu đậm trong lịch sử châu Âu. Người Saxon sống chủ yếu ở vùng Bắc Đức ngày nay, bao gồm các bang Hạ Saxony, Schleswig-Holstein và nhiều vùng khác. Điều thú vị là bang Saxony hiện đại lại không phải là nơi xuất phát của họ, care mà được đặt tên như vậy vì từng được cai trị bởi triều đại Saxon trong thời Trung Cổ. Các bạn có biết không, khu vực định cư sớm nhất của người Saxon là Bắc Albingia, gần vùng Holstein ngày nay. Nơi đây cũng là lãnh thổ của người Angles, một bộ tộc có quan hệ mật thiết với người Saxon. Vào thế kỷ thứ năm, người Saxon cùng với các bộ tộc German khác, bao gồm cả người Angles, đã di cư đến Anh. Con số chính xác người Saxon di cư vẫn chưa được xác định nhưng ước tính tổng số người German đến Anh vào khoảng 10.000 đến 200.000 người. Quý vị nghĩ sao về con số này? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vai trò của người Saxon trong việc hình thành nước Anh. Theo các tài liệu lịch sử, từ thế kỷ thứ năm, người Saxon đã tham gia vào các cuộc xâm lược vào tỉnh Britannia của La Mã, tức là nước Anh ngày nay. Sự kết hợp giữa người Saxon và người Angles đã dẫn đến thuật ngữ quen thuộc với chúng ta ngày nay, Anglo-Saxon. Từ góc nhìn của tôi, đây là một điểm nhấn quan trọng trong lịch sử hình thành nước Anh. Trước khi đi sâu hơn vào cuộc xâm lược của người Saxon, tôi muốn giải thích một chút về thuật ngữ Litus Saxonicum. Hãy tưởng tượng một bức tường thành được xây dựng dọc theo bờ biển để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ biển. Litus Saxonicum chính là khu vực phòng thủ quân sự được người La Mã xây dựng dọc theo eo biển Manche ngày nay để bảo vệ Britannia khỏi cướp biển Saxon. Các bạn có biết người Saxon được nhắc đến như cư dân của Anh lần đầu tiên khi nào không? Đó là vào khoảng năm 441, khi một nhà viết sử, người Gao ghi lại rằng Anh đã nằm dưới sự cai trị của người Saxon. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nước Anh. Bên cạnh cuộc xâm lược Anh, người Saxon còn xuất hiện ở nhiều nơi khác trên lục địa châu Âu. Ví dụ như ở Ý, một số người Saxon đã đến định cư cùng người Lombard vào năm 569. Họ cũng từng đột kích vào Gaul, tức là nước Pháp ngày nay. Quý vị có thắc mắc về nguồn gốc của từ Saxon không? Theo một số giả thuyết, từ này có thể bắt nguồn từ Sax, một loại dao đặc trưng của người Saxon. Hình ảnh ba chiếc CX thậm chí còn xuất hiện trên biểu tượng của hai quận S, AX và Mid -S ở Anh. Chúng ta hãy quay trở lại với người Saxon ở lục địa. Vào cuối thế kỷ thứ 8, sau khi bị Charlemagne chinh phục, họ đã tập hợp lại thành một thực thể chính trị mới được gọi là Công quốc Saxon. Tuy nhiên, quá trình Kitô giáo hóa và sáp nhập vào Vương quốc Frank đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ người Saxon. Cuộc chiến giữa người Saxon và Charlemagne kéo dài nhiều năm, từ năm 772 đến năm 804. Sau nhiều trận chiến ác liệt, người Saxon cuối cùng đã bị đánh bại và chấp nhận Kitô giáo. Sau này, công quốc Saxen trở nên hùng mạnh. Năm 919, Henry, công tước Saxen, trở thành vua của người Đức. Con trai ông, Otto Đại Đế, thậm chí còn trở thành hoàng đế của Đức vào thế kỷ thứ 10. Trong thời Trung Cổ, người German, dưới sự lãnh đạo của các hoàng đế và hiệp sĩ, đã di cư về phía đông, đồng thời đồng hóa dần người Sorb, một bộ tộc Slav. Vùng đất này sau đó được gọi là Saxony vì các lý do chính trị mặc dù ban đầu nó có tên là March of Mason. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện thú vị về vua Alfred Đại Đế, một vị vua nổi tiếng của người Anglo-Saxon. Ông trị vì xứ West, AX, từ năm 871 đến 899. Alfred được biết đến với công lao chống lại người Viking, bảo vệ vương quốc Anglo-Saxon ở miền nam nước Anh. Ông là vị vua duy nhất của nước Anh, được phong tặng danh hiệu Đại Đế Alfred còn là một người rất ham học hỏi. Ông khuyến khích phát triển giáo dục, cải thiện hệ thống pháp luật và quân sự. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ những đóng góp của ông cho nước Anh. Vua Alfred đã trải qua nhiều trận chiến khó khăn với người Viking. Có những lúc ông phải rút lui và ẩn náo trong đầm lầy, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Cuối cùng, ông đã tập hợp lực lượng và giành chiến thắng quyết định trước người Viking trong trận Ethandun. Sau chiến thắng này, Alfred đã ký kết hiệp ước hòa bình với thủ lĩnh Viking là Guthrum. Điều kiện quan trọng của hiệp ước là Guthrum phải chuyển sang Kitô giáo. Đây là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh dai dẳng giữa người Anglo-Saxon và người Viking. Alfred không chỉ là một chiến binh dũng cảm mà còn là một nhà quản lý tài ba. Ông đã tái thiết London, củng cố hệ thống phòng thủ và xây dựng một hạm đội mạnh. Những cải cách của ông đã đặt nền móng cho sự phát triển của nước Anh sau này. Chúng ta có thể thấy rằng người Saxon đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử châu Âu, là đặc biệt là trong việc hình thành nước Anh từ những bộ tộc German cổ. Họ đã trở thành những người định cư, những chiến binh và những nhà lãnh đạo. Câu chuyện của họ là một phần không thể thiếu của lịch sử nhân loại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay của Khám phá lịch sử quý vị có suy nghĩ gì về người saxon hãy chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập podcast tiếp theo